Em ơi, đi bộ này. Đi đến Vinmart mua đồ. Vinmart ngay gần nhà bà ngoại, đang xa nhà bà ngoại. Mắt cười luôn. Đi bộ thảnh thơi, Teddy thích nắm tay. Nào, cẩn thận xe. Cắn vào bánh chị. Trước khi sang đường thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Không, phải quan sát, nhìn trước, nhìn sau. Nhưng mà phải vẫy chứ để xin. Vẫy nhưng mà con không quan sát thì người ta đang đi thì người ta cũng không để ý đâu. Đúng không? Nhưng phải vẫy hoặc chớ, cả hai cái đều quan trọng à. Đúng rồi, cả hai cái đều quan trọng. Đâu không vẫy để xin được thì người ta đi cùng mặt con à. Mình quan sát, mình nhìn, mình lựa. Từ từ thôi, từ từ chị đừng có đẩy em. Chúc. Nếu mà con đi con đẩy em thì em ngã đấy. Tặng ngay một cây cột.